Thưa quý vị và các bạn, các hình thái bước vào quá trình suy yếu, vì thế trong đêm qua và sáng nay, ở miền Bắc, vùng mưa chỉ còn tập trung tại khu vực ven biển và các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ. Sau đó trở đi, miền Bắc sẽ hết hẳn mưa, trời hứng nắng, nhiệt độ tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ tăng lên ngưỡng từ 33 tới 34 độ. Riêng một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ như Lai Châu hay Điện Biên, trời chạm ngưỡng nắng nóng với nhiệt độ ban trưa sấp xỉ 35 độ, trời oi bức. Trong khi đó, khu vực vùng núi và trung du phía Bắc, nhiệt độ ban trưa dao động từ 31 tới 34 độ. Dự báo từ ngày mai 16 tháng 7, khi gió đông nam yếu hẳn, miền Bắc sẽ bắt đầu đợt nắng nóng trên diện rộng kéo dài đến hết ngày 19 tháng 7. Sau đó từ đêm ngày 19 tháng 7, một dạnh áp thấp có trục ở vào khoảng 24-27 độ vĩ Bắc được hình thành sẽ gây ra mưa rào và dông trở lại cho Bắc Bộ. Cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với miền Trung, từ hôm nay trời phổ biến ít mưa, có nắng mạnh từ sớm, nhưng ngưỡng nhiệt cao nhất từ Thanh Hóa trở vào cho đến Bình Thuận dao động trong khoảng từ 33-35 độ. Một số điểm như vùng núi phía Tây của Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cũng bắt đầu xảy ra nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ cao dao động từ 36 đến 37 độ. Sang tới ngày mai, vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng dần về phía Đông. Thì miền Trung sẽ bắt đầu xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Đợt nắng nóng này dự báo cũng sẽ kéo dài đến khoảng ngày 20 tháng 7. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam đã bắt đầu suy yếu, đồng nghĩa với việc mưa Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có xu hướng giảm. Trong chiều tối nay, cả hai khu vực vẫn xảy ra mưa nhiều nơi, nhưng số điểm mưa to từ 30 đến 50 mm sẽ thu hẹp lại, chỉ còn xảy ra ở khu vực miền Đông Nam Bộ và phần phía Nam của Đắk Nông hay là Lâm Đồng. Các nơi khác của Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa phổ biến dưới 20 mm. Còn trong ngày trời có nắng nhiều hơn, nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên nhích nhẹ đến ngưỡng từ 28 đến 30 độ, còn tại Nam Bộ nhiệt độ trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Trên biển, hiện nay theo mô hình dự báo của Trung tâm Khí tượng Hải quân Hoa Kỳ GFS, trong những ngày cuối tháng 7, trên khu vực vùng biển Đông Bắc Philippines có thể hình thành một vùng áp thấp. Áp thấp này sau đó sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão, không loại trừ khả năng sẽ tiến vào khu vực Bắc Biển Đông của nước ta. Diễn biến của vùng thấp này sẽ được chúng tôi tiếp tục theo dõi và cập nhật trong những bản tin tiếp theo. Sau bão số 1, theo dự báo từ nay đến hết năm 2022, trên khu vực Biển Đông còn khoảng từ 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động. Trong đó sẽ có khoảng từ 4 đến 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền của nước ta.